Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với số tư vấn thứ 3 của Hacom. Và đây sẽ là một trong những series được phát sóng vào tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng nha. Đúng rồi, và gần đây thì anh em thể thấy đấy là Hacom chúng mình có rất nhiều cái chương trình sale đấy, sale những chiếc cảm màn hình của chúng ta. Ví dụ như là 3050 thì có 6 triệu mấy này, 6 triệu 3, 6 triệu 9 này. Đấy, phiên bản 3 pha là 6 triệu 9. Bán phá giá luôn đấy. Bán phá giá luôn đấy. Và 6400 cũng giảm giá này, còn cũng hơn 3 triệu một tí. Và chúng mình chuẩn bị có live stream là chúng mình đã có live stream là so sánh giữa 1050 và 6400 để là xem hai con cảm thấy nó có ngon không, có nào ngon hơn đấy, tại vì nó cùng tầm giá 3 triệu mà. Đúng vậy đấy. Và sau một cái xu thế cạc giảm như thế này thì thế nên là chúng ta cần phải tư vấn, đó chính là làm sao để chọn nguồn. Thật là liên quan đúng không mọi người? Đây bọn mình để sẵn luôn cả hai cái con nguồn gọi là mô phỏng, một trong những thứ được xuất hiện trong video này. Đây là hàng top và đây là hàng tầm thấp này đấy. Phổ thông. Tại sao chúng mình lại tư vấn nguồn? Tại vì đơn giản là nếu mà anh em mua một chiếc cạc đúng không, thì anh em phải mua một chiếc nguồn tương ứng với chiếc cạc đấy, tương ứng bộ máy của mình để có thể sử dụng một cách tốt nhất này và lâu dài nhất. Đấy. Thế nên là lý do sao mà mình lựa chọn là tư vấn nguồn trong episode ngày hôm nay. Với cả tại vì trong rất là nhiều những cái live stream các bạn cũng hỏi là ví dụ em có combo như thế này thì nguồn bao nhiêu là hợp lý. Tại vì thực sự là nó là cái thứ cung cấp toàn bộ điện năng cho cả bộ máy của mình để cho nó ổn định nhất có thể. Bởi vì điện năng mà nó không ổn định nó rất dễ dẫn đến những tình trạng máy này và hỏng các linh kiện. Đúng rồi, hỏng các linh kiện này. Đã có những trường hợp như là ví dụ sử dụng chiếc nguồn rất là tệ và nó nổ khiến cho máy cháy nổ, nguồn nổ là vui nhá. Còn bây giờ này mên nổ này, cạc nổ này, nổ cả các những linh kiện khác. Đúng rồi, ví dụ như anh em có thể nhớ là đó chính là cái drama về chiếc nguồn Gigabyte, chiếc nguồn 1000W Gigabyte. Nó khiến cho nổ cả cạc lẫn cả nguồn đấy. Thế nên là lý do tại sao mà hôm nay mình làm cái video này để chọn xem chiếc nguồn tốt, chiếc nguồn ngon và chiếc nguồn không có phốt, ít phốt này thôi. Ít phốt nhá, không đảm bảo là không có phốt. Thế thì bây giờ mình sẽ dựa trên tiêu chí của những cái công suất tiêu thụ của cạc màn hình đúng không, để mình chọn cái nguồn phù hợp. Bởi vì theo như mình biết cũng như là Hoàng chia sẻ thì là công suất của những chiếc cạc màn hình nó sẽ chiếm khoảng phần lớn về tổng, đúng không? Tổng công suất của cả bộ máy. Ví dụ như là con 3050 thì nó sẽ là bao nhiêu? 130W. Đúng rồi, 130W. Hay là 3060 sẽ là 170W vân vân. Đấy thì mình sẽ dùng cái nguồn khuyến nghị. Ví dụ như 3050 thì sẽ 3050 thì sẽ là nguồn khuyến nghị kiểu tầm cỡ 500W trở lên. Kiểu nó phải cỡ gần gấp 3 ấy. Vì còn phải cho những cái linh kiện khác như main, như chip vân vân đúng không? Tại sao? Tại vì đơn giản là ấy, một bộ máy, một chiếc nguồn hoạt động luôn ở mức tốt nhất, tức là mức efficiency cao nhất ở khoảng tầm 50% mức sử dụng của nó. Ví dụ như chiếc nguồn Hydro và TPM Pro này, 1200W này. Ở đây anh em có thể nhìn thấy đây, mức tiêu thụ, tức là mức hiệu quả tốt nhất nó sẽ đạt ở khoảng tầm 50%, tức là lúc này thì nó đạt khoảng tầm là 95% mức độ 95-94% này. Cái độ hiệu quả này, efficiency ấy. Thì nghĩa là tiêu thụ khoảng 600W thôi thì nó sẽ đạt hiệu quả là 95%. Đúng vậy. Đấy, thế nên là đó là sao mà anh em nên mua một chiếc nguồn có gấp đôi công suất tiêu thụ của cái bộ máy của mình. Ví dụ như cả cạc màn hình, cả CPU cộng vào và anh em x2 số watt lên là ra được chuyên nguồn của mình nhá. Nhưng mọi người có nhớ không? Có hơi một tí mâu thuẫn như thế này nhá. Tại vì mình đã bắt bẻ Hoàng cho lúc đầu kịch bản rồi. Đấy là trong một vài live stream thì Hoàng cũng có nói là bây giờ mua nguồn thì mua vừa đủ thôi, đừng có dư ra nhiều quá. Nhưng cái đấy thì có lẽ chắc là phù hợp với những bạn nào mà có cái số chi phí nó thấp hơn đúng không? Vâng, có nghĩa là mình sẽ không thể dùng những cái thứ tốt nhất cho linh kiện của mình mà mình kiểu như là phải cân đối. Tối ưu thôi. Còn ví dụ như đây, để trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu kiểu như là làm thế nào để sử dụng cái nguồn nó tốt nhất thì là sẽ là 50% công suất thôi mọi người. Đúng rồi. Bây giờ ví dụ nha, chẳng hạn chúng mình đã có lập sẵn một cái bảng ở đây là so sánh, đưa ra một vài cái cạc cái về số liệu công suất đúng không? Đúng rồi. Đấy, và nguồn khuyến nghị với 3050 hoặc và 3060 thì mình khuyên rằng là dùng nguồn từ 500W, tối thiểu là từ 500W. 3060 Ti, 3070 thì dùng nguồn khoảng tầm 600W. 3070 Ti, 3080 và đến 3080 thì mình nghĩ khoảng tầm 700-750W là ok rồi. Và 3080 Ti và 3090 thì mình sẽ tư vấn là nguồn khoảng tầm từ 800W, 900W và có thể tiệm cận ở 1000. Còn với 3090 Ti thì chiếc cạc màn hình này sử dụng TDP là 450W anh em nhá. Và mình đã xuất hiện cái gọi là hiện tượng lên 450W đấy ở trên một buổi livestream rồi. Mình đã livestream như thế rồi và mình khuyên rằng anh em nên dùng trên 1000, nguồn trên 1000 nhá. Còn cái con 3090 Ti này nó thực sự là cái công suất tiêu thụ của nó hơn rất là nhiều luôn. Vâng, so với 3090 nó 390, hơn 100W đấy. Nhưng mà watt là như vậy, số điện là như thế thì anh em nên chọn nguồn gì mới là hợp lý? Giá bây giờ, tiền nào? Đúng rồi, tầm giá tiền nào chọn nguồn gì mới là hợp lý thì bây giờ mình sẽ đưa ra một list để cho anh em chọn nhá.
Chúng mình sẽ dựa trên những cái tiêu chí trong giá tiền đi, bởi vì là cũng phải phụ thuộc vào cái phần tổng chi phí mà các bạn bỏ ra cho bộ máy nữa. Ví dụ bọn mình sẽ chia ra, ví dụ từ dưới 1 triệu này là các dòng nguồn phổ thông, ví dụ như con bên trái của mình đây, hay là từ 1 đến 2 triệu, 2, 3 triệu, 4 triệu hoặc trên 5 triệu những cái dòng nguồn cao cấp hơn, đúng không? Đúng. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu bằng mức giá dưới 1 triệu đi. Dưới 1 triệu phổ thì mình sẽ recommend đó chính là chiếc FFP HIN 500W này. Đọc là HIN nữa. Đọc là HIN được. Tại vì trước khi này thì nó sẽ có một cái mức gọi là tiêu thụ điện tốt này. Nó đáp ứng được những cái bộ máy khoảng tầm 3050, 3060. À không, 3050, 3060 thoải mái. 2060 cũng có thể cân được. Nói chung là chỉ cần như này thôi là quá là đủ rồi. Đấy, 500W là đủ rồi. Nếu mà anh em không có ý định nâng cấp và muốn sử dụng bộ máy đấy lâu dài thì đây là một chiếc nguồn rất là ok. Màu đen này, kích cỡ ATX này và sẽ đầy đủ dây để cho anh em có thể cắm được này. Có tổng cộng lên tới là 2 dây PCIe 8, tức là PCIe nhá, tức là nguồn 8 pin ấy, 2 dây nguồn 8 pin cho cảm hình. Thế nên anh có thể cắm những chiếc cặp màn hình có nhiều dây hơn một chút được. Nhưng mà bộ máy này chỉ nên cắm với cả 3050 thôi. Chiếc nguồn này chỉ nên với 3050 là cùng rồi. Đấy, đấy là dưới cái triệu. Hơi kiểu quá tải à. Chiếc nguồn này bao tiền chị Phương nhỉ? Nguồn này như là 809.000 đúng không? Đấy, 809.000 tức là dưới 1 triệu. Một mức giá tiền thấp như thế được một chiếc nguồn ngon như này cũng khá là ok. Tại vì theo như cái thông tin của FFP ấy, thì chiếc nguồn này sử dụng là đây. Nó không đạt được cái tiêu chuẩn gọi là 80 plus bạc hay gì cả. Nhưng mà theo như FFP đo được đúng không? Thì họ đạt được là cái độ tiêu chuẩn của nó là trên cũng trên 80%. Tức là cũng khá là tốt rồi. Và tiếp theo nữa đó chính là mức trong tầm giá từ 1 triệu tới 2 triệu. Bộ này thì chắc là sẽ phù hợp với những cái con máy khoảng cỡ 15-20 triệu. Vâng, 15 không bộ 1 tới 2 triệu thì em nghĩ khoảng tầm đến 20 hoặc hơn 20 một chút. Hơn 20 một chút. Okay. Đấy, khoảng với những bộ máy khoảng tầm 3060 Ti các kiểu đấy thì chị Phương có gọi là tư vấn một mẫu nguồn nào cho các bạn không? Đây, trong cái danh sách mà bọn mình đã gọi là tham khảo và gọi là lọc ở trên website cũng như là các thông tin trên mạng thì chúng mình đã đưa ra một vài cái sự gợi ý cho mọi người trong tầm giá từ 1 cho đến 2 triệu nhá. Thì có thể là sử dụng con nguồn của Cooler Master MWE. Chiếc Cooler Master MWE này nhiều anh em đã lựa chọn gọi là cắt giảm của mình đi, chọn chiếc được chiến lược Elite V3, V4 gì đấy. Chiếc nguồn đấy không đáng mua nha anh em nhá. Những chiếc nguồn đấy có, thứ nhất là cái noise của nó quá lớn, cái coil wind của nó cũng nhiều nữa và cái chất lượng của nó không phải là chất lượng cao nhất. Anh em chỉ cần chi thêm một chút tiền nữa, 650W và chúng ta có 1 triệu rưỡi cho chiếc nguồn này. Thì đây là một chiếc nguồn cũng rất là tốt và nó được đánh giá ở một hạng gọi là giữa hạng A với hạng B của list gọi là những cái nguồn đấy. Và chiếc nguồn này thì sẽ đảm bảo cho anh em có thể sử dụng lâu dài. 650W thì anh có thể sử dụng với 3060 Ti này, 3070 thoải mái rồi anh em nhé, không hề có vấn đề gì cả và đảm bảo rằng bộ máy anh em sẽ hoạt động ở mức tốt nhất khi mà chạy full load, tức là chơi game ấy. Chạy CPU khi mà chơi game ấy thì CPU loát hết phần, nói chung là cái công suất nó hoạt động tối đa luôn đúng không? Công suất khi mà cái bộ máy công suất hoạt động tối đa anh em ấy, 3060 với cả 3070 ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 300W thôi, 300-350W hoặc tới 400W thôi và lúc đấy thì nguồn anh em hoạt động rất là tốt rồi. 1,5 triệu được con nguồn thế rất là ngon. Chúng ta đến với vị trí số 3 đi, là trong giai gọi là khoảng cách từ 2 cho đến 3 triệu. 2 tới 3 triệu à? 2 tới 3 triệu thì bộ máy trung cấp rồi này. Em sẽ quay trở lại với cả FFP. Tại vì đơn mà giản chỉ thấy nguồn đa số là FFP luôn đấy. Tại vì không phải nó khá là phổ thông ấy. Nó FFP tức là FFP là một hãng sản xuất nguồn rất là tốt, rất là tốt, đầu tiên là rất là tốt nhá. Thứ hai này, họ còn là OEM cho rất là nhiều các hãng khác. OEM cho Corsair này, OEM cho những cái hãng kiểu third party ấy, nhưng mà những hãng không nổi lắm ấy, nhưng mà em để ý nhiều nhất là họ đã từng OEM rất nhiều cho Corsair. Đấy. Và chắc chắn là Corsair thì nó gọi là bị branding thôi, tức là kiểu brand name thôi, thế nên nó nguồn nó bị đắt lên. Còn FFP thì nguồn nó rất là rẻ và nó còn có một số tính năng khá là hay ho nữa. Ví dụ như chẳng hạn như là có một cái dây floppy cho những cái bộ máy cũ. Đấy. Tức là nhỡ đâu chị có cần cái đấy đúng không? Chị biết cái ổ đĩa không? Biết. Đấy thì nó là dành cho đấy. Đấy, nhỡ đâu chị cần. Nhưng mà hình như chị không nhìn thấy mấy. Thì tất nhiên rồi, tại vì những cái đấy khoảng tầm 2000 cơ, năm em đẻ ra hay có, còn đến khoảng tầm đến 2010 bao nhiêu là nó hết rồi, nó gần hết rồi. Wow, năm em đẻ ra em còn biết không? Khi lúc đấy chị 2 tuổi chị không biết. Wow. Nói chung là khoảng tầm trước 2015 thì chắc em nhìn thấy nhiều, còn bây giờ thì không còn nữa. Tại vì chị thấy cái nguồn này bởi vì là hầu hết trong cái bộ máy mình đều sử dụng những cái nguồn đến từ FFP, nó khá là giống như kiểu là sao nhỉ, giống như kiểu chip thì người ta hay dùng chip Intel với cả AMD kiểu đó, thế đó. Cái nguồn thì FFP nó sẽ là một dạng rất là phổ thông. Chị nghĩ brand name của nó cũng khá là ổn rồi chứ. Đúng rồi. Trong cái giới nguồn của nó gì trong giới nguồn rất là ổn. Nếu mà mọi người tìm hiểu kỹ thì FFP thì cũng là một hãng nguồn mà gọi là OEM cho nhiều hãng, thế nên là đó lý do sao mà mình chọn như thế. Giống như kiểu là mình mua từ nguồn ấy chứ mình mua từ
từ xuồng của tất cả những nguồn ấy, mình mua từ nhà sản xuất luôn ấy, thế là được giá rẻ hơn. Còn ví dụ chẳng hạn thì cũng cùng một chất lượng như này, cũng cùng với cả một branding này, cũng cùng 80 plus như này, thì anh em sẽ bị giá đắt hơn một chút khi mà mua của Corsair hoặc là mua Cooler Master. Cho nên là với tầm giá khoảng tầm 2-3 triệu mình sẽ tư vấn đó chính là dòng Hydro G hoặc là Hydro TPM. Hai dòng đấy đều là những chiếc nguồn hạng A của LP, và những bộ nguồn đấy thì cực kỳ là tốt luôn. Có hai option là 650 và 750. Mức tiền của nó rơi khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Đấy, đều ở khoảng giữa tầm đấy, và sẽ có đầy đủ tất cả các loại nguồn. Và tầm 2 triệu tới 3 triệu thì những tất cả những nguồn LP thì đều là nguồn modular hết rồi. Full modular tức là dây nguồn rời ra và anh em không bị gặp những trường hợp như là thừa dây quá ra bó và một rồi bó một cục để ở dưới. Và những nguồn này thì rất là tốt, phù hợp với những bộ máy như là kiểu 3070Ti, 3080. Và những chiếc nguồn đấy thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Anh em sẽ mình đảm bảo là anh em sẽ không hề cảm thấy không hài lòng với những bộ nguồn như này. Và tiếp theo thì trong tầm giá từ khoảng 3 đến 4 triệu thì nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn và ở đấy nó tốt hơn. Ví dụ như có thể kể đến như là con Corsair RM này, hay là con Cooler Master SFX Gold SFX. Nó cũng là một dạng kiểu nó nhỏ nhỏ để trong nguồn, những cái bộ nguồn nhỏ đúng rồi, dành cho những bộ mini PC. Thì cái nguồn đấy thì Cooler Master có một cái option cao cấp hơn nữa là cũng có xe nhưng mà là phiên bản Platinum cơ, và cái giá nghe thấy cao cấp, giá là đắt lắm, giá của cái này nó hơi đắt. Thì mình nghĩ rằng em cũng mua chiếc nguồn FFX này cũng rất là tốt rồi, và trong cái list gọi là top tier gọi là tier list của nguồn ấy thì chiếc LX đấy cũng rất là tốt và rất phù hợp với những anh em nào muốn build một bộ máy LX mà chứa có 3080. Con đấy khoảng cỡ 850W đấy mọi người. 3080, 3080, 3090 đều thì cần được. Và 850W thì tất nhiên rồi, mình đã tính toán đầy đủ để cho cái bộ máy dùng chỉ khoảng tầm 50-60% tất cả rồi. Ok. À, ngoài ra thì còn có những cái sự lựa chọn khác như là tiếp tục lại là FSP. Nhưng mà đây là nếu mà anh em FSP kiểu mọi người dưới tầm từ 2 triệu tới 3 triệu đúng không? Thì anh em đã có một chiếc nguồn đó chính là FSP G Pro rồi. Chiếc nguồn đấy là 1000W anh em nhá. Mình lưu ý là 1000W. Ủa, thế tại sao em lại cho nó danh sách 3 4 triệu? Thì 3 4 triệu thì mình mua được con đấy rồi thì tại sao mình không cho vào đúng không? Sao lại là dưới 2 triệu? À không, tức là Hydro G đấy là Hydro G phiên bản 750. Còn từ 3 tới 4 triệu đã có Hydro G phiên bản 1000 rồi. Nói chung là cái dòng Hydro G thì vẫn là tốt đúng không? Vâng, đúng. Và tùy theo công suất thì giá tiền nó sẽ cao lên. Thì đấy, thì con trên 1000 ví dụ để dùng cho mấy bộ kiểu 3090Ti. Không tính các kiểu đấy, 1000 thế là tốt rồi. Và cái chất lượng mà chúng mình đã được test và sử dụng rất là nhiều cái nguồn đấy thì mình cảm thấy đấy là một nguồn rất là tốt, chất lượng rất là tốt. Nó cũng được hạng A trong tier list của những chiếc nguồn. Và cuối cùng thì là trên tầm giá 4 triệu, trên 5 triệu thì có gì? Ở cửa hàng Hacom cho mình thì chỉ có mỗi hai mẫu thôi. Đó chính là đều là của Asus hết. Asus, đó chính là Asus Thor và Asus ROG Strix. Tức là hai mẫu này là hai mẫu nguồn cao cấp của Asus nhá. Và được OEM của Seasonic. Và anh em biết rồi đấy, Seasonic thì brand name của ở Việt Nam thì nó không tốt lắm. Có một vụ bị nổ, trong tuần sau đấy là Seasonic Seasonic không bao giờ kiểu như là kiểu do Seasonic Việt Nam họ không có chính sách bảo hành tốt ấy. Thế Seasonic nước ngoài cực kỳ là tốt luôn. Seasonic nước ngoài nói chung là kiểu chi nhánh thì nó sẽ không đảm bảo được quá tốt về cái phần gọi là hiệu năng ở tất cả mọi nơi ấy. Đúng kiểu rồi. Đảm bảo chất lượng ở tất cả đấy mọi nơi. Đấy là cái mà mình nói về cái bảo hành Seasonic thôi. Đó giờ sao mà Seasonic không có xuất hiện ở Việt Nam nữa. Nhưng mà nguồn của Seasonic thì rất là tốt. Nguồn của Seasonic rất là tốt. Cái chất liệu bên trong ấy và cái những cái gì nằm bên trong của Seasonic thì cực kỳ là tốt luôn. Và Asus thì đã lựa chọn Seasonic làm hãng OEM nguồn. Và dòng Thor cộng với cả dòng ROG của họ thì đều rất là tốt anh em nhá. Đều thuộc A của tier gọi là tier list những cái nguồn. Cho nên là đấy là những cái nguồn dành cho những anh em nào mà chơi những bộ máy kiểu 3090, 3090Ti này, hoặc hai chiếc 3090Ti. Mac option đúng không? Mac option. Đấy, và chiếc nguồn Thor ấy nó còn cả màn hình cơ, tức là hiện số watt cơ. Đấy. Oh. Bây giờ còn có là Thor 2 rồi, chưa biết khi nào ra Thor 4 rồi. Đây là hiện cái búa không ta? Nói chung là mình thấy là những ví dụ những cái sản phẩm mà công suất nó lớn hẳn lên đến hơn 1000 đấy thì rõ ràng là mình phải đầu tư một cái hãng nó tốt mà đảm bảo về cái chất lượng, bởi vì là kiểu càng đắt tiền nó càng có nhiều vấn đề ấy, đúng không? Và công suất càng cao nó càng mang lại những cái, một là hiệu quả này, hai nữa là nếu mà nó có lỗi gì đấy nó cũng rất là nguy hiểm. Đúng rồi đấy, thế nên là Asus thì họ sẽ bảo hành cho anh em đảm bảo tất cả mọi thứ. Và Asus brand name thì nói chung brand name thì ổn rồi đấy,
anh em, nhiều anh em thích mua nguồn Asus lắm, tại vì nó là cùng là của Asus mà. Nhưng may mắn thay ấy là Asus không theo kiểu gọi là những cái hãng chơi bẩn đâu. Tức là kiểu có nhiều hãng ấy, tức là họ tạo ra những cái hàng phụ ấy, tức là ví dụ như là hãng tạo main, hãng tạo cạc đúng không? Họ sẽ tạo những hàng phụ như kiểu là hạng màn hình này, xong rồi hạng gear này, các thứ kiểu ấy thì thường cho đồng bộ nhưng mà nó không tốt bằng. Ừ, đúng rồi, nó không được chất lượng cao cho lắm. Nhưng mà Asus, nguồn Asus thì rất là tốt nha anh em nhá. Asus hầu như là cái gì cũng tốt. Đa số. Em không nói nhá. Hầu là... như thôi, chị đâu nói là toàn bộ đều tốt đâu, đúng không? Nói thế là thành bị fanboy ấy, chứ là đã Asus thì có nhiều đồ tốt thôi, nhưng mà kiểu gì bất kỳ hãng gì cũng đều sẽ có đồ tốt đồ dở. Nên là anh em phải chọn đồ tốt nhất của hãng đấy anh em nhá. Đúng rồi. Vậy. Nói chung là đấy là danh sách những cái nguồn mà đấy là cái công thức tính nguồn của chúng ta ở ngày hôm nay, đó chính là chọn một bộ nguồn gấp đôi với cả công suất sử dụng của anh em. Tiếp theo nữa là một list những chiếc nguồn top hàng đầu trong tầm giá, nó. Của nó, và chúng mình sẽ để những cái nguồn đấy ở dưới gọi là mô tả nhá, để anh em có thể gọi là tham khảo xem là nguồn nào hợp với anh em. Đúng vậy. Và... không biết là bây giờ thì mình cũng không check web Hacom thường xuyên, thì không biết là bây giờ là nguồn có được khuyến mãi nhiều như cạc không, bởi vì bây giờ cạc đã giảm rồi thì cái việc mà chúng ta sở hữu được một con cạc sau đó ví dụ tiết kiệm về chi phí đúng không, để chúng ta đầu tư cho một cái nguồn nó xịn hơn, nguồn khá là nó ổn. Nguồn nó cũng giống tai nghe anh em ạ, nguồn nó giống tai nghe, tức là nó sẽ một khi mà nó đã tốt ấy, nó sẽ mãi tốt. Tức là nó tất nhiên là nó sẽ có điểm chết đúng không, tức là một cái điểm nào đấy, một thời gian nào đấy nó sẽ những cái tụ của nó sẽ chảy này, những cái đồ của nó sẽ hỏng dần này. Nói chung là nhưng theo mà, thời gian thì nó phải hao mòn đúng chứ. Rồi, nhưng mà nó sẽ không như là cạc màn hình hay là CPU, không phải là cứ năm nay lại có một mẫu nguồn mới là xịn hơn hẳn kiểu thế. Mà nguồn nó sẽ mãi là nguồn và nó sẽ luôn tốt nếu mà nó ở một mức nào đấy. Đấy, thế nên là anh em cứ tin tưởng vào những cái lựa chọn của chúng mình ở đây đều là những cái lựa chọn rất là tốt. Rồi, nếu mà cái video tư vấn này mà đem lại cho anh em nhiều thông tin, đem lại cho anh em giúp anh em có thể đưa ra quyết định mua của chính mình, thì hãy bấm like và subscribe nhờ. Và nếu mà anh em muốn gọi là hỏi thêm, muốn tư vấn thêm về vấn đề gì thì hãy để câu hỏi của mình ở dưới comment anh em nhé. Và sắp tới đây thì mình sẽ có rất là nhiều chương trình sale này, rất là nhiều chương trình giveaway anh em nhé. Xong là còn khai trương nữa. Nói chung đúng là rồi. Một năm nay sẽ là một năm rất là bận rộn của Hacom và rất mở rộng quy mô, mở rộng các chương trình và ưu đãi dành cho khách hàng. Chính vì thế đừng quên là sắp ngoài kênh Hacom chính của chúng mình thì hãy sắp cả Hacom Quick Review để xem những cái sản phẩm mới nhất hiện nay, hay là kênh TikTok hay là Shopee vân vân và mây nhá, mọi người đừng quên nhé. Rồi, nói chung là xin chào và hẹn gặp lại anh em tại một video sau.